Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc xã Minh Lập, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất ba mặt đường anh chị nhé. Đây là một mặt đường này, mặt đường này của người ta khoảng được 500-600 mét mặt đường lượng. Và bên này cũng là mặt đường nhé anh chị nhé. Bên này thì sâu vào được 130 mét anh chị ha. Và đầu đất của người ta cũng có một con đường nữa. Ngoài đấy thì có một cái nhà ở anh chị ha. Thì bây giờ mình sẽ quay một xung quanh đất cho anh chị được dễ hình dung anh chị nhé. Bây giờ thì tôi mời anh chị sang góc bên này trước anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là cuối đất anh chị nhé. Đất từ đất của chúng ta ra ngoài đường nhựa DT756 đường tỉnh nhá anh chị nhé. Đường lên tỉnh DT756 thì nó rơi vào khoảng một cây số anh chị nhé. Một cây gần một cây gì đó. Từ đây ra ngoài quốc lộ 14 ra ủy ban Minh Lập thì nó rơi vào đâu đó vào khoảng 3 cây số anh chị nhé. 3 cây số anh chị ha. Từ đây ra quốc lộ 13, ra thị trấn Tân Khai, ra Trân Thành ấy, thì nó rơi vào khoảng chừng 8-9 cây anh chị nhé. Đó, bây giờ mời anh chị đi tham quan cái mặt này trước anh chị ha. Như vừa tôi có chia sẻ thì tính từ cái góc này đến cái góc bên kia là 130 mét. Còn từ cái đây ra ngoài đầu đất của chúng ta khoảng 500 mét thì ngoài đó còn một con đường giống như này nữa, nhưng mà người ta đã làm, người ta đổ đất rồi, nhìn nó đẹp hơn chút. Đó, bây giờ mời anh chị về cuối đất anh chị nhé. Đó, cao su này thì khá già rồi. Diện tích của chúng ta là một mẫu, diện tích của chúng ta là 4 mẫu 3 anh chị nhỉ. Đó, 4 mẫu 3 đúng không em? Rồi, diện tích của chúng ta là 4 mẫu 3 anh chị nhé. Đó, 4 mẫu 3, giá bán thì 2 tỷ 1 trên 1 hectare nhé anh chị nhé. Ba mặt đường mà gần cầu Minh Lập, mà cách ủy ban với quốc lộ 14 khoảng 3 cây, với lại cách đường nhựa DT756 khoảng một cây số, thì cái giá mà 2 tỷ 1 tại Minh Lập Trân Thành như vậy thì giá đó là rất, là theo tôi là rất mềm ấy, rất mềm đấy anh chị nhá. Anh chị nhá. Còn mềm hay không thì anh chị phải đến xem đất, khảo sát anh chị nhá. Khảo sát anh chị nhá. Đất của chúng ta là hình chữ nhật anh chị nhá. Hình chữ nhật ba mặt đường luôn anh chị nhá. Đó. Đó. Đến đây là kết thúc đất của mình này. Đây là kết thúc đất của mình anh chị nhé. Ở đất của chúng ta được cách biệt bởi đất của hàng xóm là có cái mương này, chủ đất người ta đào cái mương này anh chị này. Đó, chạy dọc ra cái đầu đất luôn anh chị nhá. Đó. Vừa ấy tôi đứng đầu bên đó, đầu bên đó. Bây giờ tôi đứng đầu bên này. Thì bây giờ hiện tại tôi đang đứng là cuối đất anh chị nhá. Cái mặt này của chúng ta tôi nhắc lại này, mặt này của chúng ta là 130 mét anh chị ha. Đó là mặt cuối đất anh chị nhá. Đó, bây giờ chúng ta quay ra để đi ra ngoài đầu đất anh chị nhá. Đó. Cao su. Đất của chúng ta rất là bằng phẳng nhá. Cao su thì nó già rồi. Cao su này già rồi anh chị nhá. Cái đất này anh chị nào mà mua về mà làm nhà xưởng cũng được anh chị ạ. Vì nó rất là nhiều nhiều mặt đường để lưu thông ô tô qua lại được. Điện ba pha thì cách đây khoảng cây số anh chị nhá. Thì xây cái số đất thì rất là bằng phẳng anh chị nhá. Còn công ty bất động sản nào mà muốn mua quỹ đất để dành để sau này kiến tạo thêm cái quỹ đất cho doanh nghiệp của mình thì cái miếng này cũng là một sự lựa chọn anh chị nhé. Tại vì nếu mà cái miếng này á, mà nó ở ngoài một chút á, thì những doanh nghiệp bất động sản mua để phân lô bán nền thì quá tuyệt vời anh chị ạ. Vì nó tận 3 mặt đường, nó tận 3 mặt đường. Thì tuy nhiên đơn vị bất động sản nào mà có nhu cầu tiếp cận cái quỹ này để trong tương lai thì anh chị cũng có thể đến đây xem và khảo sát nhé. Tại thời điểm hiện tại thì mình chưa làm được thì mình mua, mình tích cái quỹ đất cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ rẻ hơn. Khi mà nó đông đúc lên rồi thì đường xá làm lên rồi thì chắc chắn là giá đất nó sẽ cao hơn. Ví dụ bây giờ là người ta bán là 2 tỷ 1 trên 1 hectare. Nhưng 5 năm sau thì có thể nó sẽ lên là 5 tỷ 6 tỷ 1 hectare anh chị nhé. Rồi bây giờ mời anh chị ra đầu đất để tôi quay xe anh chị nhé. Ngoài đầu đất thì chúng ta còn một con đường nữa.
ra đây tôi quay lại một lần nữa rồi tôi chúng ta ra đầu đất anh chị nhá. Đó. Đây là con đường chính của chúng ta, đường liên xã. Khoảng 500 m mặt đường anh chị nhá. Đây là 130 m mặt đường, một cái mặt đường nhỏ nữa ở bên hông. Đó. Bây giờ tôi nhắc lại này, đường bên hông này 130 m này, đường này khoảng được 500 m này. Bây giờ chúng ta ra đầu đất nhá, bắt đầu đi ạ. Đó. Cứ bên phải xin lỗi, cứ bên trái màn hình của quý anh chị ạ là đất của mình anh chị nhá. Bên tay phải thì là của hàng xóm. Đó. Đất chúng ta hình chữ nhật anh chị nhá. Hình chữ nhật rất là đẹp. Miếng này thì bản vẽ cực kỳ đẹp luôn. Hình chữ nhật anh chị nhá. Đó. Ở đất chúng ta có cái địa hình rất là bằng phẳng anh chị nhé, cực kỳ bằng phẳng luôn đó. Hiển thị mặt đường này hiển thị trên sổ đầy đủ hết anh chị ha. Đó. Trên đất chúng ta có cái nhà này, nhà này là trên đất anh chị nhé. Ở đây chúng ta còn thêm một cái mặt đường nữa, cái mặt đường nữa anh chị ạ. Đó, cái mặt đường này là mặt đường bên hông tôi vừa nói này. Bên này cũng được khoảng 130 mét mặt đường anh chị nhé. Đó, bây giờ tôi quay lại nhé. Đó. Đó, đây là đường trước đất chúng ta. Chúng ta có một ngôi nhà ở. Đó, cái mặt đường vừa nãy anh chị thấy không ạ? Đó. Đó. Cứ bên phải màn hình của anh chị là đất của mình anh chị nhé. Đó, vừa tôi quay cái nhà với cái đường ngoài đó rồi. Bây giờ tôi quay lại đây cái giữa đất này. Đó. Giờ tôi quay lại một lần nữa này. Bên kia là có nhà dân ở rồi nhá. Đó, kế nhà dân bên đó có cái chỗ xe máy người ta đang quay đó, của bạn nhân viên của tôi á, bạn đang quay đầu xe lại á, là có một nhà dân. Thì kế nhà dân đó thì nhà của mình trên đất nhá. Đó, hai mặt đường, ba mặt đường anh chị nhá. Mặt đường bên đó cũng được 130 m, và cái mặt đường tôi đang đứng đây được khoảng 500 m á. Và mặt đường ở cuối đất thì tôi có quay rồi. Thì một lần nữa tôi nhắc lại, đất của chúng ta thuộc xã Minh Lập, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Có cái diện tích là 4,3 hecta, giá bán chỉ có 2 tỷ 1 trên 1 hecta thôi. Cách DT756 đường liên tỉnh là khoảng 1 cây số, điện ba pha 1 cây số anh chị nhá. Cách quốc lộ 13, xin lỗi, cách quốc lộ 14, cách ủy ban Minh Lập, chợ Minh Lập khoảng chừng 3 cây số thôi anh chị nhá. Đó. Rồi, mọi thông tin về cái miếng đất ở xã Minh Lập, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước thì anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website công ty chúng tôi là CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land anh chị nhé. Xin cảm ơn.